Nhân chào cả nhà mình nha. Hiện tại là Nhân đang đứng tại cái cổng của dự án Trần Anh Riverside. Thì bên phía chủ đầu tư đang hoàn thiện cái cổng cho mình. Bây giờ chỉ cần lắp chữ lên nữa là xong rồi nha cả nhà. Bây giờ Nhân sẽ chạy vào trong nha. Tại vì Nhân đã bán hàng trong đây nhưng mà cũng khá là lâu rồi Nhân không có xuống. Thì hôm nay là Nhân xuống để Nhân cập nhật lại để cho cả nhà mình cùng được xem cái sự thay đổi và phát triển của nó như thế nào. Nói chung là khi mà cả nhà mình mua cái dự án nào mà bên phía Nhân á, thì mình cứ an tâm về cái vấn đề mà đi lên đi xuống để mà tham quan dự án, hoặc là mình thăm lại cái dự án của mình có phát triển hay không. Bởi vì khoảng chừng nửa tháng hoặc là một tháng đó, thì Nhân sẽ có một cái dịp để đi xuống cập nhật lại hạ tầng cho cả nhà mình, chứ mình không có cần phải ở trên Sài Gòn mà đi xuống cho nó xa xôi. Thì như phía bên tay trái của Nhân là cái lốc nhà phố đó, hầu như là bây giờ nó cũng hoàn thiện hết trơn rồi này. Như mình thấy nha, thì khi mà đã hoàn thiện rồi thì nó rất là đẹp. Còn nó có một cái khó khăn như thế này là khi mà cả nhà mình đó mua thì mình hầu giờ những chủ đầu tư họ bán nó chỉ mới có những cái phần bóng hoặc là mới có đổ cột này lên thôi. Thì đâm ra là cả nhà mình xuống đó, mình không có cảm nhận được cái dự án nó như thế nào, cái tiềm năng nó ra sao, thì rất là khó để mà cả nhà mình có thể là quyết định liền để mua những cái căn nhà hoặc là những cái lô đất của những cái dự án. Nhưng mà đó cũng là một cái lý do mà chủ đầu tư bán cái giá nó ban đầu nó rất là rẻ so với thị trường. Thì khi mà cả nhà mình mua để đầu tư đó, thì đó là một cái cơ hội để mà mình xin lời. Còn khi mà mình quyết định mua khi thấy được những cái căn nhà nó đã hoàn thiện hình thành lên hết rồi, thì lúc đó là chủ đầu tư bán lại cái giá nó rất là cao. Cho nên là khi những cái lúc như vậy đó thì mình sẽ bị mất thêm chi phí rất là nhiều. Thì thật sự mà nói thì nó cũng có hai cái hướng. Thì khi mà mình mua gặp những cái chủ đầu tư mà họ uy tín, họ làm bài bản, thì những cái việc như Nhân nói là khi mình mua cái nhà nó còn chỉ là có cái móng thôi, thì nó rất là an tâm, rất là thoải mái, nó không có cái gì gọi là trục trặc hết. Nhưng mà có những cái chủ đầu tư mới hoặc là những chủ đầu tư mà họ làm không có uy tín á, thì cái lúc đó mình mua rồi mà họ không có hoàn thiện cho mình đó, thì lúc đó thật sự là một cái điều rất là đáng nói, là mình phải nói chung là tiền mất tật mang. Rất là đẹp nha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là bên phía chủ đầu tư đang chuẩn bị bán một cái dự án mới, nó nằm phía bên cổng Bến Lức á. Thì nó cách cổng Bến Lức cũng khoảng chừng 200 mét thôi, nó cũng rất là đẹp. Thì bên kia nó bán chỉ nhà phố thôi nha cả nhà, ngang 5 dài 17, 5 18, 5 19. Thì bên đó là khoảng 2,4 2,5 căn. Ở đây thì bây giờ là phía công ty cũng đang dần hoàn thiện, đang dần làm cái công viên, giống như là khi mà tất cả những nhân viên xuống này đã tư vấn cho cả nhà đó, thì sẽ có nói ở đây là có một cái bến du thuyền và một cái công viên, rồi với lại một sân tennis ở ngay chân sông Hoàng Cổ Đông. Như mình thấy rất là đẹp này cả nhà, đẹp lắm. Đó, đây chiều chiều á mình mua chiếc cano nhỏ thôi, hoặc là chiếc tắc rán nè. Giờ mình thấy đó, có chiếc đó chạy vòng này chơi cũng vui lắm. Thì nói chung là khi mà Nhân bán một cái dự án nào đó mà xuống lại cái dự án đó mà thấy nó khác, nó có thay đổi á, mà chủ đầu tư làm nhanh á, thì thật sự là ở phía Nhân thôi, tức là phía Nhân là một nhân viên bán hàng thôi, nhưng mà cũng cảm giác rất là vui, rất là mừng, thật sự phải nói là như vậy. Thì khi như vậy đó thì Nhân chắc chắn một điều là khi những khách hàng mà mua bên Nhân rồi á, thì cái niềm vui chắc chắn là cũng phải nhiều hơn Nhân rồi. Nhưng mà thật sự là khi mà mình xuống thấy một cái dự án nó phát triển, cái dự án mà mình bán nó phát triển á, cái cảm giác nó rất là sung sướng cả nhà. Như bên đây là mình thấy là hầu như là đóng cọc rồi, xong hết rồi, là chuẩn bị lên rồi. Bây giờ Nhân chạy qua chạy qua nhân quay lại cái nhà mẫu cho cả nhà mình. Không biết cái nhà mẫu xong chưa nữa. Bây giờ mình thấy cái màu rất là đẹp, rất là sáng. Nhà mình thấy ở trước mắt là bên tay trái nha, cái lóc nhà hầu như là đã hoàn thiện hết rồi, rất là đẹp. Thì bây giờ bên phía mặt tiền cái đường lớn này, mặt tiền đường 20m, trục chính của dự án là nó còn một cái căn ở lóc C5, thì nó nằm đâu cái phía cái căn bên đó đó cả nhà. Thì nếu như ai mà mình còn quan tâm cái dự án Trần Anh Riverside thì cứ alo cho nha. Cái giá là 3 tỷ 033 triệu, diện tích là ngang 8 dài 15m, một trệt 2 lầu. Đây là bên phía chủ đầu tư hoàn thiện cho mình một cái nhà mẫu. Ở đây là mình có một cái sân, cái sân này để xe hơi nha. Mình đây là cái căn góc thì cả nhà, cho nên là nó có thêm một cái sân, ở phía bên hông nữa. Thì hiện tại là bên đây đang làm thôi chứ nó cũng chưa xong. Anh ở trên lầu nó xong chưa anh? Dạ, chứ chưa hoàn thiện hết. Dạ, đúng rồi. Đi lên được không anh? Dạ. Rất là đẹp nha cả nhà. Đây là bên phía công ty lót cái sàn gỗ cho mình luôn. Cái này gỗ thật chứ không phải là gạch giả gỗ nha cả nhà. Vệ sinh, phòng tắm đứng, cửa chống cháy. Đây là phòng em bé cho nên được trang trí rất là sặc sỡ. Ở đây cái toilet này cũng có bồn tắm đứng cho mình luôn. Thì bên cái phía cầu thang á, thì bên đây là bên nhà mẫu là làm cho mình là cái gạch đá hoa cương màu trắng. Nhưng mà mình có thể tùy ý mình có thể làm thiết kế là đá hoa cương màu đen cũng được. Khóa cửa trước là ổn quá. Thì như phía bên đây thì bên khách hàng của Nhật, bên chú An có mua một căn. Thì bây giờ bên đó nó cũng đang xây dựng luôn rồi, đang xây dựng cho mình. Rồi, thì cái nhà mình xem video của Nhân đó, mình thấy nếu như mà cái khu này nó đẹp quá, mình có thể chia sẻ cái video này cho những bạn bè mình xem, hoặc là mình muốn mua đó mình cứ gọi cho Nhân số điện thoại màn hình ha, để Nhân tư vấn rõ hơn xíu nữa. Phá luôn rồi. Rồi cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký của Nhân, đăng ký kênh để có thể xem được những video sau. Biết đâu có một sản phẩm phù hợp với mình thì lúc đó thì mình cứ gọi cho Nhân để Nhân tư vấn nha. Rồi Nhân xin chào.